Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả số miền Bắc và miền Nam chuẩn nhất hiện nay. Mình xin thống kê lại đài miền Bắc trên kênh của mình như sau: ngày 16 tháng 6 thì Lộc đã không về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Mong các bạn thông cảm cho kênh nha. Xin các bạn hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho kênh. Ngày hôm nay ngày 17 tháng 6 thì trên kênh Chí Thanh Vlog dự đoán những con số cho các bạn tham khảo là: con Bạch Thủ thì mình dự đoán con 74, trong khi đó con Song Thủ thì mình dự đoán con số 46 và 64. Ba con số thì mình dự đoán con số 2, 2, 8. Mình xin lưu ý đối với các bạn khi xem những video trên kênh Chí Thanh Vlog là những con số mà mình khoanh tròn là những con số có khả năng tỷ lệ ra cao nhất trong nghề do kênh của mình nghiên cứu. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video hay nói về thế giới động vật và những video ngắn rất hay, mong các bạn theo dõi, ủng hộ và đăng ký giúp cho kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you very much.